sau khi người của linh giới kia lộ thân phận và bước vào bên trong kết giới, một điều gì đó đã xảy đến với anh ta, quay trở lại cục diện của tinh la điện, có thể thấy hồ yêu kia đang đấu chiến với ngũ điện chủ, hồ yêu trong thân thể vẫn luôn là hình tượng ẻo là chết tiệt này, nó bông lười giễu cợt với điện chủ, ngươi có thể làm gì được ta chứ, có bản lĩnh thì đến bắt ta đi nếu bắt được, ngươi muốn làm gì cũng được, ngũ điện chủ đã vận sẵn phi kiếm xung quanh cô nói với hồ yêu, ác linh gian xảo hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo giết ngươi, Thật buồn cười lời ngươi nói khiến ta không ngậm được mồm đấy, nghiêm túc hơn tí đi để ta cho ngươi thấy được khoảng cách giữa ta và ngươi. Thế rồi hai bên bắt đầu phát động công kích tới đối phương kia, nhưng xem chừng với độ to lớn của sức mạnh yêu hồ này bằng mắt thôi là thấy, có vẻ như là to hơn sức mạnh của ngũ điện chủ rồi. Bàn tay kia sắp sửa bắt lấy ngũ điện chủ, cô ấy lo lắng vô cùng, với khuôn mặt ngờ nghịch cảm xúc vô hồn từ bên ngoài vang lên tiếng gọi, "Ngũ điện chủ mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, ngũ điện chủ còn chưa tỉnh chửi mắng yêu hồ mau đi chết." Hiện hữu trước mặt chính là đại điện chủ đưa cánh tay chặn lại hành động của ngũ điện chủ cô ngơ ngác hỏi là đường chủ sao ngài lại ở đây ác linh nào cơ làm gì có ác linh nào chứ ta chỉ thấy có mình cô ở đây ngay từ đầu ngũ điện chủ rốt cuộc thì cô có bị nhầm lẫn ở đâu không đưa bàn tay lên nhìn ngũ điện chủ phản bác lại không thể nào như thế được ta đã chiến đấu với cô ta trong nhiều ngày ở đây đàm trung trì nghe vậy thì phỏng đoán nếu theo như dự đoán của ta chính xác ngũ điện chủ cũng đã bị kẻ xấu gài bẫy bằng ảo thuật ta đã tìm thấy cô ở đây sau khi năng lượng ảo thuật đó biến mất đó là con mắt của Yi và cô đã trúng ảo thuật của gia tộc đau mắt đỏ đó chắc hẳn đó là một kẻ cực kỳ khủng bố để một người như vậy lẻn được vào tinh la cung không phải là một điều tốt đẹp gì mệnh lệnh cho bên dưới toàn lực truy tìm người này tại sảnh thư viện của tinh la cung nơi có nhiều người canh gác không biết bằng một cách nào đó giống như obito hồ yêu kia đã hiện diện trên trong nhìn sắc thái của nó thì xem rằng nó còn đang rất là ung dung với hành động của bản thân còn ra vẻ khinh khỉnh với cái nơi này chẳng có nghiêm ngặt gì chỉ tiểu xảo có một tí thôi là đã có thể đi vào bên trong được rồi có một vật gì đó khiến cho hồ yêu tập trung sự chú ý vào cùng nhìn thì tôi cũng không rõ nó là gì cả từ miệng của yêu hồ thì nó nói đây là trận nhãn sử là một thứ xem chừng lợi hại và có giá trị đưa tay hồ yêu định lấy đi trận nhãn sử thì bị một vòng sáng bao quanh cản lại bị phản kích vào người yêu hồ lên tiếng mắng chửi đây là do tinh la cung đã sắp xếp sao từ bên góc của một chồng sách một lão tử bước ló ra mà lên tiếng rất tốt rất tốt mời cô lên đảo hiệp khách ăn cháo nuốt bát khó trách có thể yên lặng mà tiến vào không gian này nguyên lai like chắc là sử dụng thuật gì đó hồ yêu bất ngờ khi mà có người xuất hiện ở đây mà cô ta không thể nào phát giác ra được hồ yêu phỏng đoán người phát giác ra được kỹ năng của cô ta không lẽ là khách quay à? vừa xuất hiện lão già này quanh người những luồng xét hiện hữu ông ta xuất khẩu toàn câu gì đó chắc do nắng nóng mất điện nên chập mạch quá nhiệt mảnh nhãn thần pháp này chính là chìa khóa mở ra bức tường ngăn cách hạ giới và linh giới ta canh giữ ở đây không biết đã bao lâu rồi ta cho rằng ngươi là hậu nhân của lão phu để ta thả ngươi ra mau chạy đi ta nói cho giang ra ngươi sẽ chết nghe lão đầu nói yêu hồ này sinh sự e dè lão đầu này cao hơn tu vi của cô ta tận mấy phần, có ông ta ở bên cạnh cô ta không khỏi không kinh ngạc, yêu hồ lấy lại bình tĩnh đưa tay lên vân vê tâm hồn mà nói, hóa ra trước khi khởi hành, thủ lĩnh đã giao cho ta một bảo vật để ta sử dụng vào thời điểm quan trọng, có vẻ như nó chính là để đặc biệt đối phó với ngươi. Sau khi vân vê chèn ép tâm hồn thì hồ yêu cũng bạo phát năng lượng xung quanh, lão đầu chỉ kịp ngáp lên hai tiếng tròn quá, sau đó, thì xét đánh thẳng lên bầu trời xuyên thủng cả nóc nhà hào quang bảy màu tung té. Mấy người đại điện chủ nhị điện và ngũ điện chủ cũng không khỏi không phát giác, dù sao thì động tĩnh này không hề nhỏ được, ba người tức tốc qua bên này xem, bên ngoài mấy đệ tử canh giữ đều đã ngã xuống rồi, xông vào bên trong trưởng lão kia cũng đã nằm trên đất rồi, Đàm Trung chỉ chú ý đến trận nhãn sử kia liền gọi Đường điện chủ, sau đó thì Đường điện chủ không nói gì cả nên tôi cũng chẹo đoạn này, chán quá thì chuyển về với Tần Vô Song, khác với tên kia Tần Vô Song đã xâm nhập được trận pháp rồi, nơi này xem ra cũng không tầm thường, vừa mới bước vào trọng lực đã tăng lên hơn chục lần rồi. Tần Vô Song nhìn quang cảnh xung quanh đã bị biến đổi thì thầm tính toán, lẽ nào nơi này đã bị chuyển đổi thành nơi thích hợp cho tà tu đó, linh khí cũng nồng đậm chuyển thành dịch lỏng rồi, nó thậm chí có thể thay đổi cả trạng thái của cây cối, sức mạnh này cũng có thể được sử dụng bởi cậu, Tần Vô Song nghĩ rằng sẽ thử hấp thu xem sao chứ để yên thế này, xem chừng cũng không thể di chuyển trong môi trường trọng lực lớn như này được, mỗi khi mà cậu sử dụng các kỹ năng do đích tâm của cậu lĩnh hội, cậu luôn cảm thấy sức mạnh không thể nào đạt được đỉnh phong, và các kỹ năng và sức mạnh linh lực cũng không tương xứng. Nghĩ rồi Tần Vô Song thực hiện tu luyện ngay tức thì, sau khi luyện hóa mặc dù thân thể không đào thải đi, nhưng mà linh lực này xem ra vẫn quá là hung hăng mà xông vào khắp kinh mạch của cậu, biểu cảm của Tần Vô Song cũng đã biến sắc rồi, nếu cứ điên cuồng dẫn linh khí vào người như vậy, sợ là sẽ bị bạo phát mà nổ tung mất, cậu đang cố gắng giữ nó lại, đích tâm của cậu cũng đã chứa đầy năng lượng linh lực rồi dường như sắp đột phá, bên ngoài môi trường Tần Vô Song tu luyện đã dẫn dụ thiên lôi đến, đây lẽ nào còn độ kiếp à? sau một hồi tần vô song thở dốc sau pha cái quốc cực nhọc tần vô song cũng đã tôi luyện xong cậu thở phù một hơi đầy sảng khoái cảnh giới cũng đã đột phá tới linh võ trung cảnh để thử xem sức mạnh mới này trâu bò tới đâu cậu vẫn sức dùng thử xem sao tụ lực lại tần vô song đấm đi một cú cực đại nhìn chiến lực mà bản thân gây ra lớn mạnh như vậy tần vô song cười lên sung sướng mạnh như thế này nếu gặp đối thủ chắc chắn phải đổi sang dầu xe máy thôi chứ dầu ăn không còn đủ sức chịu mặc dù cảnh giới là trung linh võ cảnh đỉnh phong nhưng nếu toàn lực xem ra hoàn toàn có thể đạt tới cao linh võ cảnh sau khi trở về phải tìm sư phụ tẩm quất thử xem thế nào từ bên phía rừng cây có hai người nào đó phi đi với tốc độ nhanh chóng tần vô song cũng đã phát giác ra sự hiện diện đó quay cảnh chuyển đến người đàn ông có sừng kia hai kẻ vừa bay đi nhanh đã xuất hiện trước mặt của hắn ta tóc đỏ định cùng hai người này luyện kiếm trao đổi chiêu thức rèn luyện kỹ năng thêm hai người lên tiếng châm chọc thanh niên mọc sừng tam ca rốt cuộc ngươi để cho đại ca đi tìm ngươi ngươi định lẻn ra ngoài hú hí một mình sao thanh niên mọc sừng thầm nghĩ người ma anh ta hóa thành lại là huynh đệ của bọn người này sao nhưng sao cứ cảm thấy sai sai áo tím lên tiếng với vẻ mặt không mấy thiện cảm gần đây tam ca được một công chúa sủng ái khiến hai ca chúng ta bị bỏ rơi mấy ngày nay ngay cả tiếp tế cũng đã bị cắt đứt mất tam ca là ngươi đã dùng chiêu gì hấp dẫn được công chúa thế rồi tên áo tím vẫn sức dặn ra một cục cầu dự định lên chiêu không biết là mùi vị của tam ca thế nào nhỉ áo xanh cũng vẫn chiêu đòi giết người diệt khẩu như thế thì hai người bọn hắn chắc chắn được công chúa sủng ái thanh niên mọc sừng giao diện tóc bím giống quản gia chắc cười lên ta không biết ngươi làm thế nào để tìm một cái cớ cả nhìn hai huynh đệ đồng tâm như thế thì ta cũng sẵn sàng giao lưu kiếm ngắn rồi mình là hm kagori review truyện tranh hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất tập 73 đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi